Đến nay, cứ đến rằm tháng 8, mọi người, nhất là trẻ em, lại náo nức hân hoan chờ đón Tết Trung Thu. Đặc biệt, phong tục múa lân Trung Thu được xem là một trong những hoạt động được mọi người mong chờ và không thể thiếu mỗi mùa Trung Thu về. Tương truyền rằng, việc múa lân trong dịp lễ Tết Trung Thu là tập tục bắt nguồn từ sự tích Phật Di Lặc hạ trần chế ngự lân để bảo vệ dân lành. Ta vẫn thường thấy trong màn trình diễn múa lân có một người bụng phệ, đầu hói, mặc áo dài sặc sỡ, tay cầm quạt mo, mang mặt nạ cười toe toét đi theo đùa dẫn lân và khách xem múa, mà mọi người gọi là ông địa, đó chính là Đức Phật Di Lặc hóa thân thành để chế ngự lân. Hàng năm, ông địa lại dẫn lân đi vui Tết Trung Thu cùng mọi người và ban phước lành, may mắn, ấm no đến cho mọi nhà. Lân xuất hiện ở đâu thì ở đó tà ma bị loại trừ, nhân dân hạnh phúc, đất đai màu mỡ. Và trong thử thách cốt ký tuần này, cô và các bạn sẽ cùng nhau lập trình ra dự án múa lân trong dịp Tết Trung Thu. Luật chơi của trò chơi như sau: điều khiển di chuyển chú lân bằng bàn phím để thu thập được thật nhiều đèn lồng, tránh để chú lân bị rơi xuống khỏi chiếc cọc. Mỗi lần lấy được một chiếc đèn thì người chơi được 1 điểm, khi bị rơi xuống mặt đất thì bị trừ 3 điểm. Trò chơi có 3 màn chơi, mỗi một màn sẽ có thời gian và yêu cầu lấy số lượng đèn lồng khác nhau. Người chơi khi thu thập đủ số lượng đèn lồng ở cả 3 màn chơi trong thời gian quy định sẽ chiến thắng, còn không thì sẽ bị thua. Có một vài gợi ý cho các bạn. Đầu tiên là lập trình di chuyển cho nhân vật chú lân. Phím sang trái, sang phải để di chuyển sang trái, sang phải. Các bạn sử dụng câu lệnh nếu thì, câu lệnh phím được bấm, câu lệnh đặt hướng bằng, câu lệnh di chuyển. Sử dụng phím mũi tên hướng lên để lập trình cho nhân vật di chuyển lên trên, sau đó di chuyển xuống dưới tới khi chạm vào cọc hoặc là chạm mặt đất. Để lập trình được như vậy, sử dụng câu lệnh nếu thì, câu lệnh phím được bấm, câu lệnh lặp lại, câu lệnh thay đổi y một lượng. Các bạn chú ý là sử dụng thêm câu lệnh đợi đến khi, với điều kiện là không phải phím được bấm và đang chạm cọc và tọa độ y của chú lân lớn hơn tọa độ y của cọc, để có thể lập trình nhân vật di chuyển lên trên một lần theo đúng ý mà không bị lên cao quá khi bấm phím mũi tên hướng lên nhiều lần. Khi nhân vật chú lân bị rơi xuống mặt đất thì sẽ bị trừ điểm và trở về vị trí ban đầu. Sử dụng điều kiện so sánh tọa độ y của nhân vật để xác định nhân vật bị rơi xuống mặt đất hay không. Sử dụng câu lệnh nếu thì, câu lệnh so sánh, câu lệnh tọa độ y, câu lệnh đi tới điểm và câu lệnh thay đổi biến số một lượng. Để lập trình cho nhân vật đèn lồng xuất hiện và di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, đầu tiên cần tạo bản sao bằng câu lệnh tạo bản sao. Để lập trình di chuyển, sử dụng câu lệnh di chuyển và câu lệnh đặt hướng. Trong đó, giá trị của hai câu lệnh này đều lấy giá trị ngẫu nhiên bằng câu lệnh lấy ngẫu nhiên. Ngoài ra, cô còn lập trình hiệu ứng mở dần cho nhân vật bằng câu lệnh thay đổi hiệu ứng với hiệu ứng là bóng ma. Nhân vật đèn lồng sẽ mở dần cho đến khi biến mất. Mỗi một khoảng thời gian, nhân vật sẽ mở dần một lượng. Để lập trình như vậy, sử dụng câu lệnh lặp lại. Bên trong câu lệnh lặp lại là câu lệnh đợi, câu lệnh thay đổi hiệu ứng. Khi đã chạy hết vòng lặp thì dùng câu lệnh xóa bản sao để xóa nhân vật. Trong dự án, cô lập trình 3 màn chơi, mỗi một màn chơi sẽ có thời gian và yêu cầu lấy được số đèn lồng khác nhau. Khi lấy đủ số lượng đèn ở mỗi màn chơi thì sẽ phát đi thông báo chuyển màn. Các bạn sử dụng câu lệnh đợi đến khi kết hợp với câu lệnh so sánh để lập trình điều kiện chuyển màn chơi. Sử dụng câu lệnh phát tin để thông báo chuyển màn và câu lệnh khi nhận để lập trình hành động mới cho các nhân vật khi nhận thông báo chuyển màn. Ở mỗi một màn chơi, cần đặt lại giá trị của biến thời gian và biến yêu cầu lấy số lượng đèn lồng. Và cô tin rằng với các gợi ý của cô cho thử thách này thì các bạn dễ dàng lập trình ra được dự án về trò chơi múa lân trong ngày Tết Trung Thu. Các bạn có thể nâng cao độ phức tạp và độ khó cho dự án này. Và nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận phía dưới, cô sẽ giải đáp giúp các bạn.